Em tên là Trần Nhật Duy, năm nay em 25 tuổi. Trần Nhật Duy? Dạ. Duy làm nghề gì? Dạ em chạy xe tải. Rồi Duy là ở đâu? Quê em ở Quảng Nam mà hiện tại bây giờ em đang ở Bình Dương. Em có ở Bình Dương? Dạ em cũng ở Bình Dương. Quê đâu? Quê em ở Thanh Hóa. Ủa gì, một người Quảng Nam một người Thanh Hóa, vậy chụp hình cưới ở đâu? Em bắt xe vô quê chồng em chụp hình. Hình cưới đẹp lắm. Em có chụp album, em chỉ chụp mình cái ảnh lớn thôi. Tức là không có album hình cưới. Không có gì hết. Ồ. Nếu như có một người nào đó tặng cho hai bạn một bộ ảnh cưới, hai bạn có thích không? Dạ thích ạ. Dạ thích. Có sẵn sàng chuẩn bị sim y để mà làm một bộ ảnh cưới cho thật lộng lẫy không? Tại đây. Dạ, có. Tại đây luôn. Tại đây luôn. Có. Như vậy thì hôm nay là một cái duyên, thì anh Xuân xin là thay mặt cho chương trình Vợ Chồng Son sẽ tặng cho hai bạn một bộ ảnh cưới mà sẽ chụp ở tại trường quay này, một bộ ảnh cưới kỷ niệm, đồng ý không? Dạ đồng ý. Ok. Rồi bây giờ chúng ta quay lại cái giai đoạn mà đầu tiên các bạn gặp nhau. Dạ. Anh để anh kể đi. Sao Duy, kể đi Duy. Tại lúc dọc đường anh chờ em đây, anh á lên chương trình là anh nói cho. Để anh nói cho. Em kêu để anh nói. Nãy giờ thấy toàn là cái cô vợ nói thôi mà. Đó, Duy. Lần đầu tiên em gặp cô gái này thì như thế nào? Nhưng mà lần đầu tiên là em đi làm bảo vệ cho quân đội quân đoàn 4 á. Em gặp vợ em mà mấy lần đầu á là em gặp vợ em và cô bạn mà em thích là thích cô bạn. Bạn đó tại tóc dài nên em thích bạn đó. Dạ tóc dài. Dạ. Quen nhau tầm được 2 tháng thì thấy nói chuyện không hợp. Thì em với vợ em là hay tâm sự, rồi vợ em với lại bồ của vợ em á hơi trục trặc. Dạ em thấy vậy em bay vô luôn. Thôi rồi. Ảnh cứ đeo đẹo miết rồi nè. Em đi làm vậy nắng mưa gì vậy, đựng xe ngoài cầu mà thấy em dài cái tò. Em điền trước ảnh cứ điền sau miết rồi nè. Cỡ 8 tháng. Trời ơi 8 tháng ngày nào cũng vậy anh sao? Dạ ngày nào cũng vậy đó. Là tới tháng 8 là mùng 18 ngày sinh nhật của em. Thì anh có tổ chức sinh nhật cho em á. Xong ảnh kêu em ra ngoài anh nói chuyện. Em giờ anh đang đứng cái ảnh nói thôi anh quen em cũng lâu rồi, gần năm rồi. Thì giờ em yêu hay không yêu á thì em nói cho anh một tiếng. À. Thế em mới nhìn nó có tội lắm. Đi thôi em, nói chung là bất chấp em kể em chửi em nói gì cũng không bỏ luôn. Em kêu biết đâu được sau này mà mình bỏ anh này là mình kiếm được người nào giống anh không. Thì em mới kêu em yêu anh. Cái anh nói em nói lớn rồi nghe đấy hả. Em nói em yêu anh. Em nói lớn là cái này được không. Em yêu anh. Nói lớn thì thôi không nói được đâu mà nó. Rồi sau khi mà cô ấy nói tức là thứ ba em yêu anh á là em làm gì? Mừng quá vô kêu thêm các điều hát nguyên các bạn. Sau đó là yêu mấy năm thì cưới ta? Hai năm. Dạ. Và bây giờ cưới được 5 năm rồi. Dạ. Hồi đó 5 năm thôi. Duy ơi, Duy là người lãng mạn đúng không? Dạ đúng rồi. Lúc yêu lãng mạn lắm anh. Cũng lãng mạn một cách mà giống như trong phim vậy đó. Một ngày em đi làm về tặng cho em một bông hồng mà không phải hồng đỏ đâu, hồng nhung á. Hồi trước là em nói rồi. Giờ mình chưa có con á, có cơ hội á thì cứ lãng mạn đây, còn mình nếm nhiều đến khi nào mà dù vợ chồng mà đã về với nhau rồi có con có cái thì nhiều khi cái công việc nó lu bu quá không có lãng mạn được, thông cảm đồng ý rồi mà giờ em không lãng mạn lại em không lại đồng nói ý anh. Anh nó xạo á. Có không có đồng ý. Không giờ em không đồng ý chứ giờ trời. Không, em không đồng ý. Tôi lớn tuổi rồi giờ nói người này nó kiểu tại em im lặng. Anh tự em đồng ý. Đó bây giờ để cho chồng nói nè, tại sao tụi em lúc yêu nhau lãng mạn như vậy mà tại sao khi lấy nhau rồi thì lại khắc khẩu là sao? Thêm nghĩ thì lúc mà yêu nhau thì chỉ là tình yêu thôi. Ừ. Nó không có liên quan thứ nhất là tiền bạc rồi con cái rồi trách công việc rồi trách nhiệm, nói chung là nhiều thứ. Ừ. Giờ về ở với nhau rồi thì nó cũng nhiều cái khắc khẩu nhưng mà dạ nó cũng vui. Khắc khẩu mà vui hả? Cái khắc khẩu là nó xảy ra lúc nào? Khi vừa mới cưới nhau về hay là sau khi có con? Dạ lúc mà mới cưới về ảnh cũng không có về đâu, ảnh cũng lặng màng hơn kìa. Mà sau khi em có con cái là ảnh quên hết trơn. Đâu, nói chung là vợ em dụ em nhiều cái lắm. Rồi, hồi trước á, chạy xe đi đêm đồ á, vợ kêu thôi mình có con đi rồi lỡ anh đi xe mà đi đêm rồi em ở với con. Đến khi có con cho đã rồi cái giờ em kêu thôi giờ em đi làm công ty thì cũng vất vả, anh làm cái công việc của anh chạy xe nó hơi nhẹ hơn chứ, thôi anh nấu cháo cho con đi. Cũng dụ em nữa. Thôi nấu cháo cho con. Dạ. Đi làm về rồi nấu cháo cho con rồi cũng không có thời gian quan tâm đến vợ. Có nghĩa là bây giờ phải dành chia thời gian ra cho con cho thành con. Ra là mới bớt quan tâm tới vợ. Em có biết chuyện đó không? Không phải đâu, anh bị lý do á. Trời ơi. Anh nấu cháo cho con là thật. Nhưng mà ý là em quan tâm ở đây á là ví dụ như ngày lễ hoặc là ngày gì đó nhớ, chỉ cần chúc mừng vợ hoặc là một bó hoa hay là một bông hoa cũng được. Anh hoàn toàn không có.
Tụi đi làm về giống như quan tâm vào chút xíu, hồi vừa ăn cơm chưa, hoặc là hôm nay em làm mệt không, không có đâu. Anh về là anh bay lên nằm tivi, anh xem tivi vậy đó. Còn em là về là cơm, nước, lầu, nhà, cửa, quần áo, con cái là một mình em hết. Nhiều khi em nhờ anh làm, anh kêu từ từ, đang có phim hay lắm, để anh coi chút xíu rồi. Thế đó, em nói miết, còn không làm nha. Nhưng mà thường là em khắc khẩu vợ em về vấn đề gì? Vợ chồng em mà lại nói chuyện trong vòng 15 phút là vợ em hơi lớn tiếng. Nên là em sợ hàng xóm nghe nên em không thích. Dạ, là thôi em im. Dạ. Ờ, vậy giờ có nóng tính mà thể hiện ra ngoài luôn không? Tức là quát lại vợ hay là động tay động chân nhiều? Có anh hay quăng đồ lắm. Tại quạt để dưới đất á, tức em cái đá cái bùm, quạt bài mất tiêu. Mà có quánh em bằng nào? Quánh này còn có. Nói chung là em còn không chắc cái đó. Tại vì lúc khi em nóng quá thì em có nói láo, thì anh cứ bà tay em cái. Nói láo là em nói gì sao? Tức lên nói mày tao vậy đó. Nhưng mà là mày tao luôn. Dạ, nhưng mà anh cũng nói mày tao. Em còn hốt lên mày tao luôn. Ờ, rồi lúc đó con nó ở đâu? Vợ chồng cài nhau to thì con cũng ở đó. Thế xong nhiều khi chồng em suy nghĩ á, em nói im lặng là em tính em nóng lắm. Em nói như ai lắm. Anh nói là em nói miết rồi đó. Em ảnh hỏi em có nín không, em kêu ảnh cài nhau anh làm em tức thì như bắt em nín thôi, em nín được. Rồi con em nay nhiêu tuổi? Con em được hơn 3 tuổi ạ. Là con trai hay con gái cơ? Dạ con trai ạ. Vợ chồng em sau mỗi cái lần mà cãi nhau kiểu như vậy á, rồi có ngồi lại tâm sự với nhau không? Không, nói đến cái chuyện tâm sự nhiều khi em hơi bực vợ em. Ví dụ vợ chồng nhiều khi nằm là em kêu vợ hai vợ chồng mình tâm sự nói chuyện thế này khác. Vợ hơi mệt quá mà dạy mà hai tay cứ chát Facebook có khi đến 10 giờ 11 giờ chưa chịu ngủ mà mình cứ kêu là tâm sự thì nó cứ nói em mệt quá vậy. Dạ, mệt quá nhưng mà lại chơi Facebook. Dạ. Cho nên là bao lâu rồi hai chồng chưa tâm sự? Tầm 2 năm không có tâm sự. Hôm nay qua em tới chương trình này là để cho anh nói ra, tại vì tính của em là ít chịu lắng nghe lắm. Rồi thôi, để giờ để anh nói đi. Dạ. Bây giờ đó em muốn vợ em như thế nào? Em muốn vợ em bớt lớn tiếng với chồng con, biết quan tâm chồng hơn xíu. Hiện giờ cô không quan tâm em? Không phải quan tâm thì cũng quan tâm, nhưng mà nhiều khi mình muốn, ví dụ như em đi nhậu xỉn về, vợ lấy cho anh tô cơm, vợ không chịu lấy. Nhưng mà cái nhậu của em thường xuyên không? Tháng chắc nhậu 2-3 lần. Nhưng lúc em bệnh thì sao? Nếu như bệnh thì vợ vẫn quan tâm bình thường. Đó, đâu phải là vợ em không quan tâm em đâu, nhưng mà có thể là cái quan tâm này là chọn lựa để mà quan tâm. Ví dụ như giờ lần này em đi nhậu về, cái em cần cái gì đó, vợ lấy giùm miếng cơm, cái vợ cũng cung cúc làm. Vợ lấy ly nước chanh coi, ví dụ cũng cung cúc làm, cái lần sau em thấy đã quá đi nữa. Đúng thay rồi, vì chị. Đúng không? Với một dạ, tháng đi 3 lần rồi giờ thấy trời con vợ ngon quá. Đi nhậu về cái nó ô trời, nhậu 7 lần vậy cho nó đã chứ. Còn ví dụ như khi nào mà em bệnh, khi nào em mệt trong người mà vợ em không quan tâm em á, thì cái đó là đáng trách. Đó thì bây giờ chị muốn cái sự mình từ từ mình rà thôi. Còn ngược lại như vợ, em cảm thấy em chạnh lòng lúc nào? Nói chung là ảnh nhiều lắm. Hồi mà yêu nhau á, dù em sai ảnh cũng chiều xuống, ảnh xin lỗi em trước. Còn bây giờ lấy nhau về là cãi nhau là anh làm cho đã cơn khát của anh à. Anh không được là anh đụng chân đụng tay, đụng cái là đập đồ, đụng cái là đập đồ. Cái thứ hai á là anh nhậu về anh nhầy lắm, anh vô anh nhéo rồi anh làm gì bực. Em kêu thôi nghe, em không có thích vậy đâu nha. Cái cười hề hề, cái bay vô nhéo miếng. Em điên lên cái em hét lên cái lại làm gì mà hét lên dữ vậy. Em kêu em là nói nhẹ nhàng anh là sao anh không chịu nghe nữa. Cái sau anh kêu là muốn vui thôi mà. Em kêu em không thích vậy rồi. Đó cứ nhây miết là lần nào về đi nhậu về cũng nhây chứ. Cái nhất là nóng tính, cái thứ hai là nhây. Cái thứ ba nữa là không quan tâm em. Em chỉ muốn là vợ đi làm về á thì đi đón vợ dùm cái, tại vì em làm cũng đi xa nhà. Đó, nhưng mà anh thay vì nhậu với bạn anh kệ để em đi bộ về chơi vậy đó. Nói chung không quan tâm gì chứ nó bỏ bê vậy đó. Nhưng mà ví dụ những lúc em mệt á trong người hoặc là em bệnh á thì chồng em có được anh đi với anh trai của anh á, thì em bệnh có cả mẹ em đang ở đó chăm sóc em luôn, thì em mới nói anh ơi đi mua em tô phở nghe. Cái anh kêu là bận công việc rồi thì chút xíu là đi, mà em đợi chút xíu đâu 9-10 giờ đêm đó về không có đâu. Giờ chị hỏi thật lòng hai bạn nè, chị hỏi vợ nha, em còn yêu anh không? Yêu chứ, thương chị. Tôi hỏi yêu thì trả lời yêu đi, đừng nói mà né qua chữ thương. Nghe không? Yêu không? Yêu. Yêu không? Dạ. Thì Duy sao? Chung cũng yêu vợ. Không có nói chung. Chung cũng yêu vợ. Không có cho ông bỏ chữ nói chung đi. Yêu là yêu, không là không. Nói chung cũng yêu vợ là sao tự nhiên bị ép. Có yêu không? Yêu. Đó, cái mấu chốt ở đây là hai bạn vẫn còn rất là yêu nhau thôi. Chị thấy vậy nè. Thực ra nha, cái này nói nghiêm túc nha. Thứ nhất là tụi em lấy nhau quá sớm, hiểu không? Thì hai vợ chồng lấy nhau 5 năm rồi, bắt đầu có nhiều những cọ sát nảy sinh ra, thì là hai tính cách nó đối chọi nhau. Nhưng mà trên tất cả những chuyện đó thì là cái cốt lõi mà tụi em vẫn giữ được nhau tới bây giờ là tụi em hoàn toàn rất là yêu nhau.
Và chắc là hai người đều thương con đúng không? Anh thương con hơn em đó. Đó, thì á, cái đó là cái quan trọng nhất trong cái tình cảm vợ chồng rồi, là tụi em đã có rồi. Thì bây giờ những cái linh tinh, ví dụ Duy thì rất sợ vợ nói nhây mà nói nhiều, mệt mỏi, hiểu không? Đâu phải như lúc mà còn yêu nhau đâu. Lúc đó thanh niên chưa có cái việc gì phải lo. Bây giờ vừa con cái, vừa gia đình, nhà cửa, rồi điện, nước, rồi gạo, rồi sữa cho con, đủ thứ chuyện, hiểu không? Cho nên là mình tiết chế lại cái tật của mình, nói đúng lúc và vừa đủ. Đó, còn Duy á, để chị thấy là vợ em rất là quan tâm em. Nhưng mà tùy cái, tùy chỗ thì em phải hiểu cái điều đó. Và ngược lại á, thì em cũng phải nghĩ đến vợ mình một chút. Phải bộc lộ ra là ở đó mình cũng thương vợ, cũng quan tâm vợ như vậy. Thì tụi em cố gắng đi. 5 năm là cái thời điểm mà đáng lý tụi em phải lướt qua được tất cả những cái xung khắc rồi chứ. Vợ chồng là chỉ 1-2 năm đầu thôi, là chưa hiểu nhau thôi. Nhưng mà 5 năm rồi là đã qua được cái giai đoạn đó rồi. Cho nên mình nên hiểu nhau để giữ nhau, chịu khó tâm sự đi. Thay vì mình đi nhậu thì bây giờ mình bữa đó mình quỷ bữa nhậu mình ngồi mình tâm sự. Đúng rồi, đúng tâm sự vợ. Phải, nhưng mà từ khi mà cưới nhau về đến giờ, vợ cũng chưa bao giờ mà bất kể em đi nhậu với ai mà vợ cho. Em còn phải có cái xã giao của bạn bè em nữa. Nhiều khi dạy giờ mà nói mà xin vợ ơi, vợ bữa nay cho anh đi nhậu á. Không, cái mặt cái trùng bùng lên. Thỏi thiệt nãy giờ đã có hiểu nhau được chút nào chưa? Giải tỏa được chút nào chưa? Anh nói em có hiểu chút chút. Còn em Duy có giải tỏa được không? Em là người cần tâm sự. Nói chung là em cũng nói được hết cái nỗi lòng của em cho vợ. Hy vọng là vợ hiểu. Bây giờ là đến cái giai đoạn mà hai bạn phải tự xử với nhau. Hai bạn tự hứa với nhau đi. Bạn sẽ bỏ cái gì, bạn sẽ bỏ cái gì. Hứa đi, tôi không có nhìn đó. Đúng rồi, tôi cũng có nhìn. Anh hứa em trước đi. Đó, thấy không? Đừng có gây lộn, trời. Hứa đi nghe, đừng có gây lộn. Để tự chồng đó, không cần phải hối. Cầm tay nhau hứa đi, cầm tay nhau đi. Anh hứa với em kể từ nay anh sẽ bớt nhậu lại và bỏ thuốc. Em hứa với anh là em sẽ bỏ những cái gì mà anh không thích. Ví dụ cụ thể. Ví dụ như là nhẹ nhàng, dịu dàng với anh, không lớn tiếng nữa. Đấy. Rồi, chịu tâm sự, chịu hai vợ chồng chịu tâm sự. Chịu lắng nghe anh nói. Đó, chịu lắng nghe đó. Wow. Không có chương trình nào mà nó như chương trình vợ chồng sao.